Nếu bạn đang tìm một đôi giày vintage với sắc màu hài hòa nhưng vẫn thể hiện cá tính độc đáo thì Rose de Sand của nhà Adidas sẽ là sự lựa chọn thú vị đó. Thuộc bộ sưu tập Lake Sand được truyền cảm hứng từ màu cát mang nét hoài cổ, đôi Rose de Sand còn được nhấn nhá với sắc xanh trầm đậm bằng da lụa. Chất liệu canvas chủ đạo thường thấy trong các sản phẩm của Adidas cũng được áp dụng trong bộ sưu tập này. Tìm hiểu chi tiết về thiết kế giày, Rose de Sand không quá cầu kỳ, giữ được nét cổ điển của dòng giày vintage, sự kết hợp giữa vintage và thương hiệu Adidas, đồng thời vẫn phá cách táo bạo với phối màu xanh, bè thời trang. Chất liệu đế cao su lưu hóa chắc chắn, bền bỉ, giúp bạn tự tin trong mỗi bước chân đi. Với gam màu trung tính và độ ứng dụng cao, bạn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu với đôi Rose de Sand nhà dứa. Khi diện giày, bạn có thể phối với tất cổ cao màu trắng hoặc đen đều đẹp.